Vâng, em mượn. Mới hôm qua em cái nhà em đến nó hỏng điện. Với cái sạc pin hỏng hết luôn, không hiểu.
Ủa, ở đây hả chị? Không phải kia nữa à? Em được cái số 6. Ở đây thì gần rồi. Em cho thuê bao tháng chị? À, bao nhiêu năm? 5 năm, đẹp. Ngon, em tưởng kia xa quá. Em tưởng kia cơ. Đây thì gần, gần quá, đỡ. Tháng đấy bao nhiêu chị?
Thank you.
Tôi qua đây lâu lắm rồi. Ngủ lúc 10, 9, 10 giờ. Về